Máy đang chuẩn bị qua cái thêm cái cầu nữa các bạn ơi, đang chạy đi cắt cái miếng ba công lúa giống trên kia nha mọi người. Tranh thủ vứt một trái gòn các bạn. Rồi máy chạy lên gần tới nha các bạn, tới ngã ba còn một đám một bịch nó ngửi đi, hành trình đi cắt ba công đất các bạn ơi, chạy gần 5 cây số nha mọi người, mà đường còn được bịch gì không nè. Rồi chuẩn bị tới kênh lớn các bạn, kênh này lớn dễ chạy hơn, còn đâu tầm 3 cây nữa mới tới chỗ cắt nha các bạn. Rồi máy đang chạy lên nha, còn tầm 3 cây nữa mới tới nha các bạn. Bị chui qua thêm cái cầu nữa nha các bạn. Tầm 2 cây nữa mới tới chỗ các bạn ơi. Cắt có 3 công đất quá trời chạy à. Yeah.
Vậy hả? Bỏ vô trong thấy không? Rồi, bắt đầu vô kênh nhỏ xíu nữa mới tới chỗ cắt nha các bạn. Ủi vô cái bụi trúc này luôn rồi. Quá trời. Quá vậy, kênh này nó hẹp quá, nhỏ xíu. Rồi. Ấy, quét vô không bà? Một câu hả? À? Đây có hai câu mà câu đứng xem máy cắt luôn nha các bạn. Quá trời cái nhà kia các bạn ơi, đủ chán luôn rồi. Trong nông thôn mà quá trời cái nhà. Rồi mình cũng đang lội theo và tạm theo nha các bạn. Nhỏ xíu mà vô xíu mới tới. Rồi tới phút này rồi, bắt đầu có lục bình nhiều nữa nha các bạn. Ủa lục bình quá trời luôn, gầy mịt luôn. Rồi cái máy chạy lên tới bãi rồi nha các bạn. Lên đây các bạn. Cắt cái miếng ba công này nè. Quá trời lục bình này, ủi quá trời ủi à. Cái chỗ quèo tôi cắt ở trên thấy vô thì sợ nó ủa cho mình đi rồi nó ra lại các bạn. Trời, mình. Quá trời, ý là ông thịt từ ở dưới đó, ông thịt tốt dưới đó, ông thịt 6 bữa rồi đó mà, nó héo héo rồi đó. Chứ còn không héo còn dữ nữa. Đây, nó quay vô không? Đây, gầy trắng qua tới cây chơi cọc điện đó hả? Ừ, đó đó, có cầm đó. Rồi, chứ bữa nào hỏi là eo ẹt đất.
chuẩn bị xuống cắt miếng ba công các bạn ơi. Ba công này tính để làm giống nhưng mà hai tuần quá trời, bây giờ cắt bán lại rồi các bạn. Ký 6.000. Này thơm. Chơi còn lá còn tanh lè các bạn. Miếng này tầm 30 công đất.